Chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến con số 7.500 tỷ đồng. Đây là tổng vốn đầu tư dự kiến để xây sân bay Quảng Ninh tại khu kinh tế Vân Đồn. Theo phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mà tỉnh Quảng Ninh vừa duyệt, sân bay Quảng Ninh dự kiến được xây dựng trong 2 năm trên diện tích 285 ha. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 5.260 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 730 tỷ đồng nữa và 1.500 tỷ đồng cho dự phòng. Dự án có thời gian hoàn vốn cho doanh nghiệp là 45 năm. Sân bay Quảng Ninh thuộc khu kinh tế Vân Đồn xây dựng theo hình thức BOT là sân bay cấp 4E tương tự với sân bay Phú Quốc. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 này và dự án sẽ được khởi công trong tháng 4 tới. Quảng Ninh cho rằng dự án sẽ là điểm nhấn của khu kinh tế Vân Đồn, tạo sức hấp dẫn để Vân Đồn trở thành trung tâm thương mại, du lịch và dịch vụ cao cấp.